chuyên mục hoàn toàn mới Dark Side of the Moon. Con đường design đó là một con đường của sự cân bằng. Có những cái môi trường làm việc người ta không thực sự coi trọng design được lắm. Cái ngành design này cũng chỉ là vẽ ra mấy cái thứ thôi mà. Client lúc nào cũng là phù thủy và designer lúc nào cũng là bạch tuyết. Xong mình nhạt nhẽo thế nhỉ? Mình chẳng có các cá tính, mình không có những cái thú vui như họ, không có những cái gu như họ. Cái nhân sinh quan của bạn ấy toàn một cái sự tiêu cực. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là bài viết Bạn có hiểu sai về tầng lớp quý tộc, sự khác biệt giữa phú và quý của tác giả Goodnight. Mình là Pink Dot và chúng mình hãy cùng bắt đầu bài viết ngay bây giờ nhá. Tầng lớp quý tộc trong mắt nhiều người phương Đông là những gia đình giàu có mối liên hệ với hoàng gia hay còn được gọi là hoàng thân quốc thích, hoặc là tầng lớp có huyết thống cận vua chúa và được hưởng nhiều chế độ ưu đãi so với dân thường. Đó là những gì mà phim ảnh mang lại cho chúng ta những định kiến về tầng lớp quý sở tộc này. Giới nhà giàu mới nổi và suy nghĩ sai lầm về tinh thần quý tộc. Khi nói đến quý tộc Anh, nhiều người thường nghĩ ngay đến cuộc sống xa hoa phú quý và nhiều người hầu kẻ hạ. Ngày nay, nhiều nhà giàu mới nổi ở Trung Quốc thậm chí còn gửi con cái theo học ở các trường quý tộc Anh Quốc, hy vọng chúng sau này sẽ trở thành quý tộc. Nhưng họ sớm phát hiện ra nhận định về giới quý tộc Anh của họ là chưa chính xác. Tại trường nội trú Eton nổi tiếng của nước Anh, học trò phải ngủ trên tấm phản cứng, ăn uống đạm bạc và chịu giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Nói về ngôi trường này thì Eton College được xây dựng từ thế kỷ 15, là ngôi trường lâu đời và danh giá hàng đầu nước Anh, chuyên đào tạo con em dòng dõi hoàng gia, quý tộc. Sở dĩ được mệnh danh là ngôi trường quý tộc vì trước đây, trường chỉ nhận đào tạo các công tử của giới siêu giàu và thượng lưu của nước Anh. Hiện việc tuyển sinh đã có sự mở rộng, nhưng để được theo học ở đây, chỉ có tiền thôi là chưa đủ. Quy trình tuyển chọn của Eton College cũng khắt khe không thua gì các cơ sở giáo dục hàng đầu trên thế giới. Mỗi năm có hàng ngàn người đăng ký, nhưng chỉ nhận 250 người đạt kết quả tốt nhất trong các vòng loại. Về học phí thì 46.400 đô la Mỹ, khoảng 1,08 tỷ đồng, là số tiền phải trả cho học phí mỗi năm tại ngôi trường này. Đây được xem là mức học phí đắt đỏ hàng đầu nước Anh. Đó còn chưa kể đến các chi phí cho tổ chức các chương trình tập huấn ngoại khóa, các buổi gặp gỡ hay là dạ hội, vân vân. Thực tế vấn đề này không có gì lạ, vì tinh thần quý tộc mà người phương Tây tôn thờ không đơn thuần chỉ là sự xa hoa, giàu sang tột bậc, cuộc sống nhàn hạ với kẻ ăn người ở hầu hạ, mà đó là tinh thần tiên phong hướng về hệ giá trị hạt nhân, vinh dự, trách nhiệm, dũng khí và kỷ luật. Khác biệt giữa phú và quý. Những trường học kiểu quý tộc nổi tiếng thường dạy theo kiểu quân sự hóa nghiêm khắc và gian khổ. Mục đích là để bồi dưỡng tinh thần kỷ luật và ý thức hợp tác của học sinh. Quý tộc là phải tràn đầy khả năng tự kiềm chế, có tinh thần mạnh mẽ và tinh thần này cần được bồi dưỡng rèn luyện từ tuổi nhỏ. Trường nội trú Eton cũng áp dụng phương pháp này để đào tạo được nhiều nhân tài ưu tú. Nổi bật trong số đó là một cái tên từng gieo rắc nỗi khiếp sợ cho hoàng đế Napoleon vĩ đại của nước Pháp, đó là tướng Wellington. Tướng Wellington là nhân vật rất nổi tiếng trong lịch sử quân sự thế giới. Từng có một sự tích nổi tiếng về ông trước trận sinh tử với cả Napoleon. Khi đó bất chấp hỏa lực nguy hiểm, tướng Wellington vẫn xông pha lên tiền tuyến theo dõi đối thủ. Thấy thế, người tham mưu khuyên ông sớm trở về vì tiền tuyến quá nguy hiểm, nhưng Wellington cứ đứng như bất động. Viên tham mưu đành hỏi, ngài có nhắn nhủ gì nếu ngài không may tử trận? Wellington vẫn không buồn quay người lại mà cứ đứng yên đáp. Nhắn với mọi người, chăn trối của ta là giống như ta đang đứng ở đây. Cuộc sống quý tộc theo tưởng tượng của đa số người hiện nay là sống trong biệt thự, mua xe Bentley, chơi golf, là chỉ tay năm ngón tùy tiện sai khiến người khác. Thực tế đây không phải là tinh thần quý tộc mà chỉ là thứ tinh thần của lớp nhà giàu mới nổi. Đa số người ta thường đánh đồng khái niệm phú và quý. Thực tế hai khái niệm này thuộc hai cảnh giới khác nhau. Phú là chỉ về vật chất, quý là chỉ về tinh thần. Trong tinh thần quý tộc, trước tiên là chỉ về ý thức kỷ luật, phải khắc kỷ, dâng hiến bản thân phục vụ quốc gia. Hoàng tử William và hoàng tử Harry của Anh có thể được xem là dẫn chứng điển hình của tinh thần quý tộc. Hoàng gia Anh đã gửi họ vào học tại Học viện quân sự. Sau khi tốt nghiệp, hoàng tử Harry bị đưa tới tiền tuyến tại Afghanistan để tham gia chiến đấu. Dù hoàng gia Anh hiểu rõ vai trò quan trọng của hoàng tử Harry, cũng nhận thức được sự nguy hiểm của tiền tuyến, nhưng họ càng hiểu rằng tinh thần hy sinh quên mình phục sự quốc gia là nghĩa vụ thiêng liêng của quý tộc. Có một câu chuyện nổi tiếng trong Thế chiến thứ hai. Khi đó quốc vương Anh Edward đi thị sát tại một ngôi nhà ổ chuột ở London. Ông đứng trước cửa một ngôi nhà siêu vẹo hỏi bà cụ trong nhà. Xin hỏi tôi có thể vào nhà được không? Có thể thấy, tinh thần tôn trọng người khác,
cho dù người đó sống ở tầng đáy của xã hội, chính là tinh thần quý tộc. Ngày 21 tháng 1 năm 1793 tại quảng trường Concorde Paris, trong khi hoàng hậu Marie Antoinette sắp bị hành quyết, trên đoạn đầu đài bà vô tình dẫm lên chân của một tên đao phủ, bà vội nói: "Tôi xin lỗi thưa ông." Trước đó người chồng của bà là vua Louis XVI, khi bị hành quyết cũng đã bình thản nói với đao phủ mặt đang sát khí đằng đằng: "Tôi chết trong sạch, tôi tha thứ cho kẻ thù của tôi, hy vọng máu của tôi có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của Thượng Đế." Hai thế kỷ sau, trong ngày kỷ niệm 200 năm cách mạng Pháp, Tổng thống Pháp Francois Mitterrand đã nói chân thành: "Louis XVI là một người tốt, cái chết của ông là một bi kịch." Ngày 28 tháng 10 năm 1910, một ông cụ 83 tuổi vì muốn giải tỏa khỏi nỗi dày vò đeo dai dẳng cả đời, đã dâng hết gia sản của mình chia cho người nghèo, sau đó rời bỏ trang viên rộng lớn đi lang thang và chết tại một bến xe hoang như một người vô gia cư. Ông chính là nhà văn Nga vĩ đại Lev Tolstoy. Nhiều năm sau, nhà văn nổi tiếng người Áo Stephen Zweig đã đánh giá về Tolstoy: "Kết thúc cuộc đời như thế chính là sự vĩ đại của ông ấy. Nếu không như thế thì Lev Tolstoy sẽ không thuộc về nhân loại như hiện nay." Cho dù số phận cuộc đời những nhân vật kể trên mỗi người một khác, nhưng họ đều có mang điểm chung, mang thân phận và tinh thần quý tộc. Tinh thần độ lượng. Xã hội phương Tây cho đến tận thế kỷ thứ 18 vẫn là xã hội do giới quý tộc làm chủ. Dù giai đoạn lịch sử đó đã qua đi, nhưng đến nay nước Anh vẫn giữ lại được danh hiệu quý tộc. Ngày nay giai cấp tư sản Anh không phủ nhận vai trò của nó, không phê phán văn hóa tinh thần quý tộc. Trái lại, họ còn gửi con cái theo học các trường kiểu quý tộc, mua trang sức kiểu quý tộc, hàm tước quý tộc. Họ muốn lưu giữ những nét đẹp của tinh thần quý tộc. Cuộc chiến loạn tại Tây Phương trong trung thế kỷ rất giống với cả Xuân Thu Chiến Quốc tại Trung Quốc. Trên chiến trường thì các bên là địch thủ, nhưng sau chiến tranh họ lại trở thành bạn bè. Năm 1135, vua Henry của Anh Quốc qua đời. Hai người cháu trai của ông là Stephen và Henry đệ nhị đều cho rằng mình là người có quyền thừa kế ngai vàng. Vì Stephen ở Anh nên đã giành được cơ hội lên ngôi. Henry đệ nhị ở châu Âu biết tin đã phẫn nộ và tổ chức một nhóm lính đánh thuê tấn công Stephen. Tại thời điểm đó, Henry đệ nhị còn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm quân đội nên khi xuất binh đã không có kế hoạch chu đáo. Khi quân binh đổ lên đảo Anh thì mới phát hiện ra nguồn thực phẩm và tiền của đều đã cạn kiệt. Vậy thì phải giải quyết việc này như thế nào? Henry đệ nhị đã có một số lựa chọn mà đa số người ngày nay khó tin, đó là viết một lá thư cho đối thủ Stephen, nói rằng vì khi xuất binh thiếu chuẩn bị nên đã không còn lương thực, liệu ngài có thể hỗ trợ tôi để tôi đưa những người lính đánh thuê này xuất ngũ trở lại châu Âu không? Stephen đã hào phóng cung cấp tiền cho Henry đệ nhị, nhưng sau đó Henry đệ nhị lại tiếp tục xuất binh đánh Stephen để giành ngôi vị. Hành động này đối với người thường gọi là vòng ân bội nghĩa, nhưng với giới quý tộc châu Âu, khoan dung cho đối thủ là lẽ đương nhiên, còn tranh giành thì vẫn phải tranh giành. Vài năm sau, Henry đệ nhị lại tiếp tục dẫn quân đi đánh chiếm. Lúc này Henry đệ nhị đã lớn và đã có bản lĩnh hơn nhiều và đánh bại được Stephen. Nhưng kết quả bất ngờ là Henry đệ nhị đã ký một bản hiệp ước với Stephen. Theo đó, ngôi vương vẫn còn thuộc về Stephen, còn Henry đệ nhị là thái tử. Khi hết thời Stephen thì Henry đệ nhị sẽ lên ngôi. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng khó khăn lắm mới giành được chiến thắng, vậy mà chỉ có thể đóng vai người tiếp quản thì thật không xứng đáng. Xin kể thêm một trận chiến đầy kịch tính nữa. Thế hệ sau của hai người con vua Edward đệ tam nước Anh là công tước Lancaster và công tước York đều muốn nối ngôi vương Anh quốc. Vì thế mà xảy ra nội chiến. Nhưng kết cục cuộc chiến lại là hai bên này hy sinh tình cảm. Cuối cùng Henry VII của gia tộc Lancaster đã lấy Elizabeth của York. Sau khi kết hôn thì hai gia tộc tuyên bố hợp nhất, mở ra triều đại Tudor. Trong truyền thống chính trị châu Âu có nét đặc thù, khi quốc vương bị phế truất ngôi vương thì vẫn được đối đãi tôn trọng. Đây cũng là hiện thân của tinh thần hiệp sĩ. Vì thế mà trong đấu tranh quyền lực ở châu Âu thường không có chuyện nhổ cỏ tận gốc. Tinh thần nghĩa hiệp. Giới quý tộc châu Âu thà chịu hậu quả nuôi ong tay áo chứ không muốn đánh mất nghĩa khí của mình. Năm 1688, William đệ tam đánh bại James đệ nhị. William đệ tam là con rể của James đệ nhị, nhưng ông cảm thấy rằng ngôi vương phải là của mình, do đó chiếm ngôi vương nước Anh của James đệ nhị, bắt nhạc phụ trở thành tù nhân. Ông nhốt nhạc phụ trong một lâu đài gần biển và để lại một chiếc thuyền nhỏ bên cạnh lâu đài. Sau đó James đệ nhị đã dùng chiếc thuyền này trốn sang châu Âu. Năm sau, James đệ nhị tổ chức một đội hình lính đánh thuê đến hy vọng giành lại ngôi vàng của mình. Thời điểm này, William đệ tam đang có chiến tranh với Pháp. Trong tình cảnh nhạc phụ quay trở lại tấn công, William đệ tam phải quay sang ứng phó và đã đánh bại được quân của nhạc phụ James đệ nhị. Nhưng hệ quả là thảm bại trong cuộc chiến với Pháp.
như một sử gia từng nói, mặc dù sự du nhập của thuốc súng đã dẫn đến phế bỏ tầng lớp hiệp sĩ, nhưng tinh thần thượng võ và lý tưởng hiệp sĩ vẫn được lưu truyền lại trong văn hóa phương Tây hiện đại. Tinh thần hiệp sĩ này chỉ là một phần của tinh thần quý tộc, trở thành như một lý tưởng đạo đức có ảnh hưởng lâu dài đến tính cách của người phương Tây. Dù thời kỳ lịch sử đó đã qua đi, nhưng truyền thống tinh thần quý tộc này vẫn được giữ lại trong giới chính trị phương Tây. Ví dụ như trong chiến tranh miền Nam và miền Bắc nước Mỹ, trước tình cảnh quân miền Nam sắp thất bại, có người đề nghị quân ẩn mình vào trong các nhà dân, vào trong vùng núi để dễ dùng chiến thuật đánh du kích. Nhưng tướng Robert E. Lee, chỉ huy tối cao của quân miền Nam tại thời điểm đó, lại không đồng ý. Ông nói, chiến tranh là nghiệp của người lính, là nhiệm vụ của chúng ta, không được đẩy trách nhiệm này vào người dân vô tội. Cho dù ta là tướng bại trận cũng không thể dùng cách này. Nếu phải dùng sinh mạng của mình để đổi lấy bình an cho bách tính miền Nam, thì ta thà lựa chọn trở thành tội phạm chiến tranh và chịu hành quyết còn hơn. Đối thủ của ông khi đó chính là Tổng thống Lincoln nổi tiếng của nước Mỹ sau này. Khi đó thống soái Lincoln đã cho thấy thái độ cao thượng đầy chất quý tộc. Ông cho rằng sự thù hận giữa miền Bắc và miền Nam phải giải hòa chứ không nên kết thêm ân oán. Vì thế đã nói tướng Robert Lee rằng, ngài cũng đã đến tuổi nghỉ hưu nên về quê hương nghỉ ngơi đi. Vậy là tướng Lee được trở về trang viên của mình an hưởng trong vinh quang, viết hồi ký để lại cho hậu thế. Còn rất nhiều viên kim cương nằm trong tinh thần quý tộc phương Tây mà chúng ta chưa biết đến. Ví dụ như ý thức tự gánh vác trách nhiệm. Thuở thơ ấu, tỷ phú Rockefeller rất nghèo khổ. Ông không hút thuốc, không uống rượu, không có điều kiện để đi đến rạp xem một bộ phim, giống như người cha của ông. Mỗi khoản chi tiêu đều ghi lại trong một cuốn sổ nhỏ. Nhưng họ tiết kiệm chứ không keo kiệt. Họ rất hào phóng trong hoạt động quyên góp vì cộng đồng. Ví dụ, người mà tất cả chúng ta đều quen là tỷ phú Bill Gates, là người đã mang tất cả tài sản của cá nhân trả lại cho xã hội. Vừa tiết kiệm lại vừa hào phóng chính là nét hấp dẫn của tinh thần quý tộc. Tinh thần này có thể được gọi là hào phóng, nhưng từ góc độ nào khác cũng có thể coi là tinh thần gánh vác trách nhiệm. Đó là ý thức trách nhiệm xã hội. Có thể nói đây chính là tinh thần đáng biểu dương nhất trong văn hóa phương Tây ngày nay. Ví dụ, nghe tàu biển phương Tây có quy tắc bất thành văn. Khi một con tàu gặp nguy cơ bị đắm chìm thuyền, thì thuyền trưởng phải là người cuối cùng rời khỏi tàu, hoặc thuyền trưởng phải lựa chọn bị chìm theo cùng con tàu. Đây cũng chính là tinh thần gánh vác trách nhiệm thừa kế từ tinh thần quý tộc còn lưu giữ lại. Trong phim Titanic, trong lúc con tàu đang chìm, vị thuyền trưởng đã đi vào phòng của mình, tự lựa chọn cùng chìm theo tàu. Đây cũng là tinh thần gánh trách nhiệm. Thực chất của tinh thần quý tộc. Như một nhà chính trị Pháp đã nói, thực chất của tinh thần quý tộc là trọng danh dự. Từ noble trong tiếng Anh, hàm nghĩa là quý tộc, còn có nghĩa là xuất thân cao quý, cao thượng, vĩ đại, huy hoàng, v.v. Tinh thần quý tộc còn bao hàm cả khí chất cao quý, nặng lòng yêu thương, đồng cảm, dám gánh trách nhiệm, đồng thời còn chỉ sức sống kiên cường, tôn nghiêm nhân cách, có lương tri, không nịnh hót, không yếu đuối, không cầu xin, không xin lòng thương hại. Nhìn chung đó là nguyên tắc thượng tôn mỹ đức và danh dự. Tinh thần quý tộc dĩ nhiên không được độc quyền. Những người dân bình thường chỉ cần không ngừng nỗ lực xây dựng và giữ phẩm cách của bản thân thì hoàn toàn có thể hãnh diện mình cũng có tinh thần quý tộc. Nhiều người ngày nay thường hiểu tinh thần quý tộc là phải có nhà cao cửa rộng, xe sang, người đẹp cặp kè, dùng xa xỉ phẩm châu Âu, con cái đi du học nước ngoài v.v. Kiểu tôn sùng lối sống quý tộc này phần nhiều là do tôn sùng về mặt hình thức của cuộc sống quý tộc, là tôn sùng kim tiền, như thế là sa đà vào bề nổi rồi. Ba trụ cột quan trọng của tinh thần quý tộc. Một là tinh thần đào luyện văn hóa, chống chủ nghĩa tôn sùng vật dục, xây dựng tinh thần văn hóa và tình cảm đạo đức cao quý. Hai là tinh thần gánh vác trách nhiệm, trở thành tinh anh trong xã hội, nghiêm khắc với chính mình, quý trọng danh dự, giúp đỡ những kẻ yếu thế, gánh vác trách nhiệm xã hội và quốc gia. Thứ ba là có tinh thần tự do, ý chí độc lập, dám nói không với kim tiền và quyền lực. Chỉ khi có tinh thần tự chủ một cách có lý trí và đạo đức mới có thể vượt qua được cạm bẫy xu thời, không trở thành nô dịch cho quyền lực chính trị. Một tinh thần quý tộc đích thực cần sự tương ứng với đạo đức, học thức và hành vi. Nếu không, cho dù có quyền lực tràn đầy, tiền của chất đống cũng không thể xếp vào hàng ngũ quý tộc. Vì đó là tinh thần của phẩm hạnh cao thượng, là sống trong sạch, lịch thiệp, có tôn nghiêm, là không vì lợi ích trước mắt mà quay lưng lại tín nghĩa. Trên ý nghĩa này, tinh thần quý tộc không đồng nghĩa với giàu có về của cải. Giàu có về của cải không có nghĩa là sẽ thành quý tộc, vì tinh thần quý tộc không thể dùng tiền mà mua được. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!